Thưa quý vị, thay vì sắm hoa mai, hoa đào để chúc Tết, những người dân vui tính trong đoạn clip ngay sau đây giới thiệu đến mọi người một loại cây rất độc đáo để chúc Tết. Vâng, và đó là cây khoai mì quý vị ạ. Đoạn video khoe cây khoai mì đột biến đã thu hút về hàng triệu lượt xem khi đăng tải lên mạng xã hội vì sự siêu to khổng lồ của nó. Không chỉ bất ngờ vì chiều cao mà cả gốc cây đồ sộ cũng khiến nhiều người giật mình. Theo đó, đoạn clip kéo dài 22 giây ghi lại sự siêu to khổng lồ của cây khoai mì này. Thông thường, khi đạt được chiều cao từ 1,5 m, cùng lắm là 2 m là người ta đã thu hoạch rồi. Riêng chủ nhà này có tình yêu to lớn với cây khoai mì trong vườn, nên đã để cho nó thích cao bao nhiêu thì cao. Trong video, tán cây to đến nỗi có thể phủ bóng râm hết cả gốc sườn vườn. Không những thế, cây này còn được chống bằng dây thần để ngăn nó đổ sập, vì vốn dĩ sắn rất xốp, dễ bị gãy. Theo thông tin bình luận, nhiều người chơi cây không ngần ngại trả giá tiền tỷ cho cây khoai mì này.